À, chào các em, hôm nay ta lại tiếp tục với cái nội dung của chương số 6 là kim loại và hợp kim màu. Về nội dung của chương số 6, kim loại và hợp kim màu thông dụng thì có một số cái loại như thế này. Thứ nhất, nhôm và hợp kim nhôm. Thứ hai, đồng và hợp kim đồng. Thứ ba, thiết, chì, kẽm. Thứ tư là hợp kim làm ổ trượt. Thì thứ nhất là về phần nhôm, hợp kim nhôm thì ta có một số sản phẩm của nhôm như là nhôm dùng trong các cái chi tiết máy của xe hơi, rồi nhôm làm các cái nhôm định hình như thế này, hoặc là nhôm làm các cái đường ống, thì được thuộc vào từng loại, loại nào áp dụng vào cái sản phẩm nào thì ta tiếp tục thực nghiên cứu ở trong cái phần sau. Thứ nhất là về nhôm nguyên chất này, là kim loại chỉ có một cái dạng thù hình, mang tinh thể là lập phương tâm mặt có màu sáng bạc. Về lý tính, khối lượng riêng là bằng 72,7 gam trên cm khối, tức là nó nặng bằng 1/3 ở trọng lượng riêng hay là khối lượng riêng của đồng. Thứ hai là dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, nó bằng khoảng bằng 62% của đồng, nhẹ, nung nóng ít hơn đồng. Đây là một cái đặc tính rất chi là tốt trong cái quá trình mà làm dây dẫn điện bằng nhôm. Rồi là nhiệt độ nóng chảy thì 660 độ C là tương đối là thấp. Thì đối với sắt thì ta thấy là gì ạ? Bằng 5,7 gam trên 5,6 gam trên cm khối, và là nhiệt độ nóng chảy của sắt đó là bao nhiêu? Là 1539 độ C ha. Như vậy là nhôm nó còn có khối lượng riêng nhỏ hơn sắt rất là nhiều lần. Về hóa tính này, nhôm tác dụng với oxy tạo thành nhôm oxit, là có cái tác dụng là siết chặt và không có cái độ xốp, liên kết chặt với cái nền kim loại, dẫn đến là bảo vệ được lớp ở bên trong không bị ăn mòn. Ở cái đặc tính này thì nếu mà bảo vệ bề mặt thì tương đối là tốt, nhưng trong quá trình nếu gia công nhôm, giả sử mình dùng gió đá cắt thì không thể được. Lý do vì cái lớp nhôm oxit đây này nó rất là cứng, nhiệt độ nóng chảy thì cao. Vì vậy là gì ạ? Khi chúng ta cắt bằng gió đá thì nó rất là khó thành thành mạch cắt. Thứ hai là trong cái quá trình cắt thì thường phát ra cái tiếng nổ là do Al2O3 ở bên ngoài. Về cơ tính thì độ dẻo hay độ giãn dài, độ dẻo là độ giãn dài ấy, là bằng 40% là tương đối là cao. Độ bền thì sigma bền nằm trong khoảng 60 kg trên mm vuông là tương đối là thấp. Độ cứng thì rất là thấp, HB chỉ có bằng 25. Và là nhôm thì để mà nâng cao độ cứng và cơ tính thì người ta thường là sử dụng cái phương pháp là biến dạng nguội. Về tính công nghệ, thứ nhất là gia công áp lực như là cán hoặc là kéo, thì do cái đặc tính là cái độ dẻo cao cho nên là nhôm là làm được các sản phẩm là sợi dây thanh tấm là tương đối là tốt. Thứ hai là gia công đúc thì dễ nấu chảy, con ngọt thì lớn, do đó tính đúc thì không được tốt lắm, là do cái độ co mát lớn nhưng mà độ nóng chảy thì thấp, chỉ có 660 độ C thôi. Về ký hiệu theo tiêu chuẩn Việt Nam thì lấy cái chữ nhôm ký hiệu là AL và phía sau là hàm lượng phần trăm của nhôm. Ví dụ như là gì ạ? Giả sử AL99 thì là nhôm này là có 99% là nhôm. Về một số cái mác như là AL99 này, AL99.5 này, AL99.97 rồi AL99.99. Về ứng dụng của nhôm này là thứ nhất là dùng trong sản xuất các cái hợp kim nhôm. Ở hợp kim nhôm ví dụ dùng trong các sản phẩm như là máy bay, hoặc là các sản phẩm là thủ công mỹ nghệ, hay là các cái đồ gia dụng vân vân. Thứ hai là sản xuất hóa chất này. Ở một số cái sản phẩm rõ ràng nhất ta thể hiện như ví dụ như là dây điện này, rồi là cái tấm lợp bằng bằng nhôm này. Ở thì ta thấy ở một số cái phòng karaoke thì thông thường có các cái tấm nhôm này trông rất là đẹp. Rồi là người ta có thể là dùng nhôm làm các cái sản phẩm trong ngành đồ hộp này. Rồi có thể là dùng đồ gia dụng như là son, nồi ấm vân vân, thì các sản phẩm như là ta sử dụng hàng ngày ha. Thì để có được độ bền cao, người ta phải hợp kim hóa nhôm và tiến hành nhiệt luyện. Khi đưa các nguyên tố hợp kim vào nhôm ở trạng thái lỏng, ở nguyên tố hợp kim đầu tiên thì được tạo ra dung dịch rắn thay thế là alpha nền nhôm. Khi vượt quá cái giới hạn hòa tan sẽ tạo ra pha thứ hai, vượt quá cái đường CC phẩy,
tại đường CC phẩy như thế này, thì ta sẽ có hai hợp kim nhôm tạo ra cùng tinh của dung tinh trắng và pha thứ hai. Từ đó dẫn đến là gì ạ? Theo cái giản đồ trạng thái của nhôm có thể chia nhôm hợp kim của hệ bất kỳ nào thành hai loại, đó là nhôm biến dạng và nhôm đúc. Ở phía bên này gọi là nhôm biến dạng, ở phía bên này gọi là nhôm đúc. Đây là cái giản đồ trạng thái của nhôm. Hợp kim nhôm biến dạng thì hàm lượng thấp các nguyên tố hợp kim nên nằm ở phía bên trái của đường CC. Đây, phía bên trái này, đây chính là hợp kim nhôm biến dạng. Các cái hợp kim bên trái cái điểm F, đây, bên trái cái điểm F bên phía này, bên phía bên này thì chứa ít hợp kim có cái tổ chức là dung dịch rắn ở mọi nhiệt độ, không có chuyển biến pha nên không hóa bền bằng nhiệt luyện, chỉ hóa bền bằng cái biến dạng nguội, tức là cái phần này rất là nhỏ, gần như là nhôm nguyên chất, và thông thường cái này thì không thể hóa bền bằng nhiệt luyện được. Ở các cái hợp kim mà từ cái điểm F này cho tới điểm C phẩy này thì là chứa nhiều hợp kim và có cái tổ chức là hai pha dung dịch rắn cộng với pha thứ hai nên hóa bền được bằng cái nhiệt luyện. Thì đối với hợp kim nhôm biến dạng từ cái điểm E đến F thì để tăng cái độ bền thì người ta bằng cái nhiệt luyện. Tiếp theo, hợp kim thứ hai là hợp kim nhôm đúc, là cái loại với nhiều cái hợp kim thì nằm ở bên phải cái đường CC phẩy, tức là ở phía bên này, thì người ta gọi là hợp kim nhôm đúc. Thì có cái nhiệt độ nóng chảy là thấp, trong cái tổ chức có cùng tinh nên đúc là rất cao. Ở cái điểm E đây này, ta thấy không, điểm E đấy chính là điểm cùng tinh. Ở phía trước là điểm trước cùng tinh, phía sau là sau cùng tinh, và điểm E là cùng tinh. Trong cái tổ chức có cùng tinh nên có tính đúc là cao, do đó nhiều pha thứ hai nên cái hợp kim giòn hơn, dẫn đến là không có biến dạng dẻo. Thì thông thường hợp kim nhôm đúc là gia công biến dạng dẻo là không có tốt. Về tiếp theo là phân loại hợp kim nhôm, thì hợp kim nhôm biến dạng hóa bền bằng nhiệt luyện. Thứ nhất là hợp kim nhôm hóa bền bằng nhiệt luyện là cái hợp kim nhôm quan trọng có cơ tính gần bằng với thép carbon, nhưng mà được sử dụng nhiều hơn. Lý do vì sao? Vì cái khối lượng riêng hay cái trọng lượng riêng nó rất là nhỏ, nó chỉ có bằng 60% của sắt thôi. Ở trong đây là tiêu biểu là cái hệ nhôm đồng và nhôm đồng magie, hay người ta gọi là hợp kim dura. Hợp kim nhôm với 4% là đồng thì có sigma bền là đến 30 megapascal. Sau khi tôi thì tăng từ 5 đến 7 lần thì sigma bền nó có thể đạt tới là 40 megapascal. Thì hóa bền là tự nhiên. Đây là hai cái giản đồ trạng thái của nhôm và đồng đây. Và cái đồng này ta thấy là cái ở cái ở nhiệt độ nung là như thế này, thì ta thấy là cái sigma bền như thế này. Từ cái giản đồ đó ta nhận thấy là gì ạ? Đồng hòa tan đáng kể trong nhôm ở cái nhiệt độ cao cực đại có thể lên tới là 5,65% ở cái nhiệt độ 548 độ C. Ở cái nhiệt độ thường thì nó chỉ chiếm rất là nhỏ, chỉ khoảng 5% thôi. Vượt cái giới hạn hòa tan, đồng thừa sẽ tiết ra cái dạng là đồng nhôm. Ở sau tôi thì cái dung dịch rắn alpha bão hòa là đồng nhôm là chiếm 4%, với cái độ bền, độ cứng là tăng dần và đạt cái giá trị cực đại sau từ 5 đến 7 ngày tôi hóa già từ trong tự nhiên, do cái dung dịch rắn quá bão hòa tạo thành sau khi tôi là không ổn định nên có cái khuynh hướng trở về cái trạng thái cân bằng ở cái nhiệt độ thường và tiết ra đồng và tập trung lại cái dư dạng là đồng và hai phần tử nhôm, có cái độ bền cao và duy trì mãi mãi. Thì là dù bây giờ là gì có cho 4% đồng, nhưng mà đến cái khi mà nó vẫn có xu hướng là về cái trạng thái bão hòa, tức là chiếm 2% là nhôm. Hợp kim đưa ra thì cứng là hợp kim ba nguyên tố gồm có đồng, nhôm và magie, trong đó là đồng nó chỉ nhỏ 4% mà magie nhỏ 2%. Ngoài ra còn có một số cái nguyên tố như là sắt, silic và mangan. Cái loại này thì có độ bền rất là cao, từ 450 cho tới 480 megapascal, và độ cứng thì đạt tới 100 HB. Còn độ giãn dài có thể lên tới từ 15 đến 18%, và đặc biệt cái khối lượng riêng của nó là nhẹ, nó chỉ 2,8 gram trên cm khối, là nhẹ hơn rất nhiều so với sắt, nó chỉ chiếm khoảng 60%. Rồi cái độ bền riêng rất lớn là có thể lên tới 15 cho tới 10, 16.
Trong khi đó là thép CT51 là 6 đến 6,5, gang là 1,5 cho đến 6, và như thế này so sánh với thép CT51 thì rõ ràng là độ bền của bia ra nó lên tới 2 mấy lần. Dù trong công nghiệp chế tạo máy bay, dùng trong công nghiệp chế tạo máy bay, tàu vũ trụ, khung xe, sườn tàu biển, dụng cụ thể thao và xây dựng, là do cái đặc điểm là gì ạ? Trọng lượng zin rất là nhỏ, nó chỉ bằng khoảng 60% của thép hợp kim, dẫn đến là được sử dụng nhiều trong ngành hàng không. Nhược điểm của DERA là tính chống ăn mòn kém, khắc phục bằng cách phủ nhôm nguyên chất lên. Thì đây là cái đặc tính mà khi sử dụng DERA thì người ta phải phủ nhôm nguyên chất để giảm cái oxy hóa. Về hợp kim nhôm đồng và magie hay là DERA đó được sử dụng trong cái ngành công nghệ xe hơi, như làm ở đây ta thấy là gì ạ? Đây là cái lốc máy này ha, rồi cái hộp của máy này. Thứ hai là công nghệ dẫn khí, ví dụ như là các cái van này, rồi làm trong cái công nghệ máy tính, và có thể là dùng trong ngành hàng không như tôi đã nói hồi nãy, là do cái trọng lượng riêng của nó nhỏ. Về hợp kim nhôm đúc hay người ta gọi là silomin thì có hai pha là silomin đơn giản và silomin phức tạp. Thì silomin đơn giản, cái pha của nó gồm có nhôm và silic, là hợp kim nhôm đúc mà thành phần chủ yếu là nhôm và silic. Hàm lượng silic là tương đối lớn, chiếm khoảng từ 10 đến 13%, còn lại là 87 đến 90% là nhôm. Độ bền và độ dẻo thì thấp, sigma bền rất là nhỏ, chỉ khoảng là 13 kg trên mm vuông, và độ giãn dài thì hay độ dẻo thì rất là nhỏ, chỉ chiếm 3% thôi. Do đó phải biến tính để nâng cao cơ tính. Sau khi biến tính thì cái sức ma bền tăng lên được một chút, là lên được là 18 kg trên mm vuông, dùng để đúc các cái chi tiết có hình dáng phức tạp nhưng mà độ bền không yêu cầu là cao và cái tải là phải nhẹ. Cái pha thứ hai là silomin phức tạp thì gồm có đồng silic mà magie, thì ngoài ra người ta có thể thay magie bằng đồng, là kim nhôm với chứa là 5 đến 20% là silic, 0,3 đến 0,5% là magie. Ngoài ra còn thêm một số các nguyên tố như đồng, mangan. Cái loại này thì có độ bền tăng hơn từ 20 cho tới 25 kg trên mm vuông, và cái độ giãn dài thì từ 1 đến 6%. Thường dùng như một số cái mác như là nhôm, silic 8 và magie. Dùng làm cái bộ ly hợp piston động cơ các loại, ngoài ra dùng làm thân và nắp cái động cơ ô tô. Đây là một số cái sản phẩm của silomin, ví dụ như dùng trong cái công nghệ máy ảnh. Đây là một số cái sản phẩm nhôm dùng trong công nghệ máy ảnh. Thứ hai là nắp có động cơ ô tô hay là cái lốc máy đó. Rồi có thể là dùng làm ly hợp của ô tô, và là trong một số cái chi tiết phụ tùng như là van, hoặc là các cái chi tiết như thế này, trục các van như thế này, các chi tiết trong ô tô rất là nhiều. Cái hợp kim tiếp theo đó chính là đồng và hợp kim của đồng. Thì chúng ta quan sát đây là một số cái sản phẩm đồng và hợp kim của đồng, thì có thể ta thấy là gì ạ? Làm cái đường ống mà dẫn trong cái máy lạnh này ha, rồi làm phôi để gia công một số cái chi tiết này, hay là tiện một số cái chi tiết bạc như thế này ha. Về đồng và hợp kim đồng thì đồng nguyên chất ký hiệu là Cu, có các cái đặc tính là cái kim loại chỉ có một dạng thù hình cũng giống như nhôm, mạng tinh thể là lập phương tâm mặt cũng giống như là nhôm. Về khối lượng riêng thì tương đối là nặng, 98,94 g trên cm khối, là cái loại này là tương đối là lớn. Dẫn điện và dẫn nhiệt thì rất chi tốt, chỉ sau là vàng. Nhiệt độ nóng chảy thì cao, lên tới là 1083 độ C. Rồi hóa tính, khi đồng tác dụng với oxy tạo thành đồng oxit, siết chặt, không xốp, liên kết chặt với nền kim loại, dẫn đến là không bị ăn mòn như nước, là nước biển, kiềm, axit hay là hữu cơ. Thì ta thấy là gì ạ? Là ở trên cái tưởng nữ thần tự do với nước Mỹ, ta thấy là cái thân của đồng sau khi mà để ra thời gian ấy, do tác dụng của oxy và hơi nước trong không khí dẫn đến tạo lớp đồng oxit thì màu xanh ha. Nên ta thấy là gì, cái tưởng nữ thần càng ngày ta thấy nó chuyển hóa sang màu màu xanh. Các đặc tính của đồng về cơ tính này thì độ dẻo là tương đối là cao, độ cứng, độ bền thì có thể đạt tới 40 Hb là thấp, độ giãn dài thì 16 sigma bền, xin lỗi, sigma bền thì đạt tới 16 là tương đối là thấp. Đồng cũng tương tự như vậy, để nâng cao cái độ cứng thì người ta sử dụng cái phương pháp là pin dạng nguội, từ 40 nó có thể đạt tới là 125 Hb.
Và tương tự như vậy, cái sigma bền cũng tăng lên tới 45 kg trên mm vuông. Tính công nghệ thì do cái độ dẻo dai rất là tốt nên đồng dùng trong cán kéo làm sợi dây thanh tấm là cực tốt. Về gia công đúc này thì cái nhiệt độ nóng chảy của đồng cao lên tới 1083 độ C, dẫn đến là khó nấu chảy, còn tính hàn thì rất tốt. Về ký hiệu cũng tương tự như nhôm, đồng cũng có ký hiệu là nguyên tố đồng, rồi sau đó là hàm lượng phần trăm. Ví dụ như ta có Cu99,95 thì hàm lượng đồng là 99,95%, còn một số các nguyên tố hợp kim khác. Về ứng dụng của đồng thì một trong những cái ứng dụng tiêu biểu của đồng đó chính là làm các cái dây cáp giật điện thay cho nhôm. Lý do vì nếu mà sử dụng nhôm nó không đạt yêu cầu thì người ta thường là trong cái quá trình mà dẫn điện thì rõ ràng là đồng dẫn điện tốt hơn, nhưng mà do là giá trị đồng nó tốn hơn nhôm, thứ hai là cái trọng lượng riêng nó lớn, thì một số cái và ưu tiên là phải sử dụng nhôm. Ví dụ như truyền tải thì dùng nhôm nhiều hơn, nếu dùng đồng thì là cái trọng lượng nó rất là lớn và giá thành cao, nhưng mà cái khả năng dẫn điện là tốt hơn nhôm. Về hợp kim đồng thì ta có thể là sử dụng các hợp kim đồng làm các cái ống bạc như thế này để là lòng trong bạc lót để giảm ma sát, rồi là một số cái đồ gia dụng như là nồi xoong chảo vân vân, hoặc là các cái đồ mà dùng làm thờ cúng vân vân cũng có thể là dùng hợp kim của đồng. Về phân loại thì đồng và hợp kim đồng được chia ra làm hai nhóm như thế này: ở đồng thau hay người ta còn gọi là latông, còn đồng thanh thì người ta gọi là brong. Đối với đồng thau thì được chia làm hai nhóm: latông dẻo và latông cứng. Latông dẻo là dùng để gia công được những cái chi tiết mà có thể yêu cầu độ dẻo cao, ví dụ như giáp mỏng hoặc là các cái sản phẩm là đồ gia dụng. Còn đối với latông cứng thì thường thường là làm một số cái chi tiết ở trong cái dẫn điện trong các cái cầu chì. Rồi brong thiếc, loại brong thứ hai là brong silic, và brong thứ ba là brong nhôm, brong thứ tư là brong beryllium và brong là chì. Thì một số cái sản phẩm ví dụ như brong nhôm, beryllium hay là chì hay là thiết như thế này, là tức là nó tăng, nó cho một số cái kim loại mà có cái độ cứng thấp á, thì ở sau này là có thể là giảm một số các cái ổ bạc rất là tốt. Theo cái thành phần hóa học có các cái hợp kim đồng được phân thành đồng thau và đồng thanh. Đồng thau hay người ta gọi là latông thì hợp kim đồng và kẽm. Đồng thau đơn giản thì cái pha của nó là gồm có đồng và kẽm. Hợp kim này có cái độ dẻo cao, độ bền và độ cứng phụ thuộc vào cái lượng kẽm đưa vào. Khi mà tăng cái hàm lượng của kẽm lên thì độ bền và độ cứng cũng tăng theo. Thường dùng là latông đồng Cu90Z10. Như vậy là 90% là đồng và 10% là kẽm, hoặc là latông 70% là đồng và 30% là kẽm. Thì loại này có độ bền và độ cứng tăng lên rất nhiều lần. Làm các cái ống dẫn nhiệt, dẫn nước hay là lá đồng trong cái kỹ thuật điện. Đồng thau phức tạp thì ngoài đồng và kẽm còn có một số các nguyên tố như là chì, thiết, nhôm và niken để cải thiện tính chất của hợp kim. Ví dụ như chì thì làm tăng cái tính cắt gọt, thiết thì làm tăng cái tính chống ăn mòn, còn nhôm và niken thì làm tăng cơ tính. Một số cái latông ví dụ như là đồng kẽm 9, đồng kẽm 29 và Z1, trong đó là gì ạ, là thiết là chiếm 1% như thế này, thiết 1% như thế này, còn lại là 29% là kẽm và 30% là đồng, hoặc là ví dụ như cái là mát như thế này là chỉ như 1% là chỉ như thế này. Cái loại tiếp theo là đồng thanh hay là brong, là cái hợp kim của đồng với các nguyên tố khác trừ kẽm. Ví dụ như là đồng hoặc là thiết này gọi là đồng thanh thiết, hoặc là đồng nhôm thì gọi là đồng thanh nhôm. Đồng thanh thiết là cái hợp kim chủ yếu gồm có hai nguyên tố đồng và thiết, thường dùng hợp kim có cái hàm lượng là thiết nhỏ 15%. Brong thiết có cái độ bền cao, tính dẻo tốt, tính chống ăn mòn tốt, tính đúc tốt, có cái bề mặt nâu đen do cái lớp oxit thiết ở phía bên ngoài. Dùng một số cái mác ví dụ như là BCU SN 10 và BB là 1. Như vậy ta thấy là gì ạ? Là chỉ là chiếm 1% và
và thiết là 90%, còn lại là ở đồng, và một số cái mác là như là thiết là 5% này, kẽm 2% là và chỉ 95%, còn lại là đồng. Để làm các cái ổ chuột, bánh răng hoặc là lò xo hay là các cái tác phẩm nghệ thuật, trong đó khi người ta đưa chì vào để cải thiện cái tính gia công, còn kẽm vào để thay thế cho thiết vì rẻ hơn và là hóa bền. Đồng thanh nhôm thì pha của nó là có đồng và nhôm. Brom nhôm thì có một cái độ bền cao hơn brom thiết, tính chống ăn mòn tốt nhưng mà khó đúc, thường dùng thay cái brom thiết vì rẻ tiền. Trong đó là có thêm cả, ví dụ ta có cái pha là đồng này, nhôm và sắt, như vậy là có 4% sắt, 1% là nhôm, còn lại là đồng, hoặc là cái pha mà có 10% nhôm, 4% sắt và 4% niken, còn lại là đồng. Rồi đồng thanh berylli thì của nó bao gồm là có đồng và berylli, là cái hợp kim chủ yếu gồm hai cái nguyên tố đồng và berylli, gọi là đồng đàn hồi. Loại này thì có những cái ưu điểm như là có độ cứng rất là cao, tính đàn hồi rất cao, tính chống ăn mòn và cái độ dẫn nhiệt thì cực tốt. Thường dùng làm lò xo trong các cái thiết bị điện. Tại các thiết bị điện của ta lò xo bằng đồng nó đa số là đồng berylli vì có cái độ cứng và tính đàn hồi. Một số cái mác ví dụ như đồng và berylli, như vậy thì ta thấy là gì ạ? Là berylli 92%, còn lại là đồng. Cái nhóm tiếp theo là cái hợp kim màu là thiết chì và kẽm. Ký hiệu là thiết là ký hiệu là SN, khối lượng riêng của nó tương đối cao, tương tự như đồng là 8,94 g trên cm khối, nhiệt độ nóng chảy cao. Không có cao lắm, nó chỉ có ở khoảng 232 độ C thôi. Thì thấp hơn nhôm rất là nhiều. Độ cứng thì rất là thấp, từ 5 cho tới 8 HB. Khi nhiệt độ càng tăng thì độ cứng càng thấp. Ở 180 độ C thì độ cứng chỉ còn là 1,8 HB. Độ dẻo cao và cái tính chống ăn mòn rất là tốt. Thì công dụng của thiết đặc biệt ngày nay thì sử dụng rất là nhiều. Thứ nhất là dùng để hàn đắp này, chế tạo hợp kim làm ổ trượt vì là giảm ma sát. Tráng thiết lên cái bề mặt thép làm tôn mạ thiết này, hoặc là dùng trong cái công nghệ đồ hộp và bảo quản thực phẩm này. Ở thì ta thấy là cái công nghệ đồ hộp á, sử dụng thiết á, ở bên phía bên trong á, rất là tốt, đúng không? Cái màu của nó màu trắng bạc. Tuy nhiên ngày nay á, thì có thể là người ta chỉ pha thêm một số cái màu giống như màu đồng á. Thì cái loại này đặc biệt là nó không bị oxy hóa. Tuy nhiên cái thiết mà sử dụng đây là thiết có nguồn gốc tự nhiên nhé, còn thiết là công nghiệp á, thì không sử dụng được vì thiết công nghiệp nó rất là độc. Cái thứ hai là về chì thì ký hiệu là PP, ở cái khối lượng riêng thì rất là cao, lên tới 11,34 gram trên cm khối, nhiệt độ nóng chảy cao hơn một chút là lên 327 độ C, độ cứng thì thấp, độ dẻo cao, có tính chống phóng xạ tốt, không bị ăn mòn bởi một số cái axit thì người ta dùng cho áo trong cái công nghệ hay trong các cái lò phóng xạ phản ứng hạt nhân ấy, thì thường là người ta ứng dụng chì làm cái vỏ bọc áo mặc bên ngoài, làm các cái cực trong cái bình điện ắc quy hoặc là làm cùng chì, rồi là làm thùng chứa cái axit, làm áo và tấm chắn chống tia phóng xạ trong cái vật lý hạt nhân. Cái nguyên tố tiếp theo đó chính là kẽm, kia là ZN, khối lượng riêng thì cũng khá là cao, 7,14 gram trên cm khối, nhiệt độ nóng chảy cao hơn, đó lên tới là 410 độ C, tính chống ăn mòn thì tốt, độ dẻo cao. Về công dụng thì có thể tráng kẽm cho tôn lợp nhà và các cái kết cấu thép nhằm chống ăn mòn kim loại. Thì đặc trưng của kẽm là khi mà tráng lên cái bề mặt của thép á, thì thông thường là gì ạ? Là kẽm ăn mòn trước, khi nào ăn mòn hết lớp kẽm thì mới bắt đầu tiến hành ăn mòn lên lớp kim loại ở bên trong. Vì vậy ta thấy là ngày nay kẽm được sử dụng trong cái ngành xây dựng rất là nhiều. Rồi hợp kim của kẽm với đồng thì chế tạo ra đồng thau và hợp kim làm ổ chuột. Phần thứ tư là một trong những cái hợp kim mà quan trọng ở trong cái ngành công nghiệp hiện nay, đó chính là một số cái hợp kim làm ổ trượt. Thì yêu cầu đối với hợp kim làm ổ trượt thì đương nhiên là phải có hệ số ma sát nhỏ với cái bề mặt trục bằng thép để giảm ma sát trong quá trình chuyển động, ít làm mòn ổ trục thép và chịu được cái áp lực cao. Thì rõ ràng cái độ cứng của nó thấp hơn thì cái bạc nó bao giờ nó cũng mòn trước khi ảnh hưởng đến cái trục bằng thép. Tính công nghệ thì tốt, dễ đúc, khả năng bám dính và vỏ thép, ngoài thép trong cái hợp kim màu. Hợp kim làm ổ trượt có nhiều cái
có cái nhiệt độ nó chảy thấp thì người ta gọi đó là babit, babit gọi chung nhé, là hợp kim có ổ trượt trên cơ sở của kim loại có cái nhiệt độ nó chảy thấp như thiếc này, chì này, kẽm và nhôm, có tên gọi chung là babit. Đặc tính của cái nhóm này á, là rất mềm nên ít làm mòn cái ổ trục bằng thép, có cái hệ số ma sát bé và giữ được dầu tốt nhưng không chịu được áp suất và nhiệt độ cao. Thì rõ ràng ta thấy là nhiệt độ nóng chảy của một số cái này nó chỉ lên khoảng là 300-400, hay là nếu như cao lắm nhôm nó cũng chỉ khoảng 660 độ C thôi. Thế nên làm vượt với nhiệt độ cao thì không có phù hợp. Thì bây giờ ta quan sát này, giả sử bây giờ tôi làm một cái ổ bằng hợp kim là thiết là mỏ trượt này, thì ở bên trong là trục bằng thép chẳng hạn, thì ta thấy này, trong cái quá trình mà làm là gì ạ, là ở giữa cái lớp trục và cái lớp bạc bằng hợp kim thiết là sẽ có một lớp dầu bôi trên, nhưng trong quá trình chuyển động vô tình mà các cái hạt cứng mà chui vào ở trong cái khe này, thì do cái độ mềm của cái bạc bằng hợp kim bằng thiết dẫn đến là gì ạ, các cái hạt cứng này nó sẽ làm cho cái bạc này nó bị lõm xuống ha, và như vậy là cái hạt cứng nó sẽ gì ạ, nó sẽ chui vào phía bên trong, nó sẽ lõm vào phía bên trong của cái bạc này, và đương nhiên là cái trục của ta lúc nào cũng được bảo vệ. Đó là một trong những cái đặc điểm mà người ta sử dụng các cái bạc là có cái độ cứng thấp là như vậy. Một số cái hợp kim làm ổ trượt như ta thấy như thế này này, ở đây là các cái bạc, thì ta thấy là mặc dù là làm bạc á, thì giảm ma sát và nhiệt, nhưng mà ở đây là để tăng cái quá trình làm việc, tức là trong quá trình làm việc thì sản sinh ra nhiệt, thì người ta phải khoan các cái lỗ này để thứ nhất là nó tản nhiệt ha, tản nhiệt, thì tản nhiệt thì rõ ràng là gì ạ, nó sẽ bảo vệ được cái bạc này, và thứ hai là gì ạ, là cái chỗ đây để chứa cái chất dầu bôi trơn. Ba biết thứ nhất đó là thiết này, antimon và đồng. Thì ba biết thiết có cái tính dẫn nhiệt tốt, dẻo và bền, chống ăn mòn, thường dùng để chế tạo các cái ổ trượt quan trọng với cái tốc độ lớn và trung bình như trong trục pin hoặc là động cơ diesel. Thì thường sử dụng là một số cái mác, ví dụ như 83% là thiết, là 11% là antimon và 6% là đồng, hoặc cái mác thứ hai là 88% là thiết, 8% là antimon, 3% là đồng, 1% là niken và đồng. Thì ta thấy cấu trúc mạng tinh thể của nó là có nền là mềm và một số cái hạt cứng như là đồng và thiết này, hoặc là cái hạt cứng ở đây có thể là thiết và antimon. Thì tổ chức là nền là mềm, dung dịch rắn là gồm có thiết và antimon là màu sẫm, hạt cứng là pha beta gồm có thiết và antimon, và hợp kim của đồng và thiết, hay là 6% là đồng và 5% là thiết. Ba bit tiếp theo là ba bit gồm có chì, antimon và thiết, là hợp kim trên cơ sở là chì với 6-16% là thiết, 6-16% là antimon, còn lại là chì. Sử dụng ổ trượt trong cái động cơ xăng thay thế ba bit thiết vì nó rẻ, trong cái điều kiện không chịu va đập. Tổ chức nền mềm là cái hợp kim cùng tinh của chì và antimon, hạt cứng của chì và antimon, hoặc là đồng và thiết. Ba bit tiếp theo là ba bit nhôm gồm có nhôm và thiết, hoặc là nhôm, antimon và magie, là cái loại hợp kim làm ổ trượt có hệ số ma sát nhỏ, nhẹ, dẫn nhiệt cao, chống ăn mòn cao trong dầu, cơ tính cao, giá thành hạ, tính công nghệ thì kém, dùng trong động cơ diesel áp lực cao, tốc độ vòng quay lớn. Hợp kim ổ trượt có cái độ nóng chảy cao là cái loại hợp kim chịu được cái nhiệt độ cao, áp lực lớn, do đó có độ bền cao, thường dùng là gang xám và đồng thanh. Ví dụ như gang xám thì thường dùng cái loại gang mà có nền là perlite nhỏ mịn, đóng vai trò là nền cứng, và graphite đóng vai trò là hạt mềm, đồng thời là các cái rãnh chứa dầu, dùng làm cái ổ trượt cho các cái loại trục có cái tốc độ vòng quay chậm, chịu áp lực cao. Loại thứ hai có thể dùng là đồng thanh thiết hay là brom thiết. Thì ổ trượt làm bằng cái đồng thanh thiết thì chịu được áp lực lớn và tốc độ vòng quay cao, hạt mềm chì này, rồi là nền cứng là đồng này, thiết và kẽm. Loại tiếp theo có thể dùng là đồng thanh chì, ví dụ brom chì, thì có nền là dai cứng là đồng, hạt mềm là chì, hệ số ma sát thì
lớn nhưng mà có cái độ bền mỏi cao, dẫn nhiệt và độ dẻo là tương đối là cao.